Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Đài Phát thanh Quốc gia Lào và Thông tấn xã Lào đưa tin, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chomeli Season, an toàn trong vụ tai nạn lật tàu tại hồ thủy điện Nam Ngum ngày 4 tháng 4. Vợ ông, bà Keo Se Chay Season và 5 người khác trong gia đình ông không may qua đời. Bí thư tỉnh trưởng Vientiane Khamphan Sithidampha cho biết, tai nạn xảy ra vào sáng ngày 4 tháng 4. Đến chiều cùng ngày, ông Season cùng 3 người khác đã được giải cứu an toàn và hiện đang được điều trị tốt trong bệnh viện Vientiane. Thông tấn xã Lào thông tin thêm, khi gặp nạn, trên tàu có 39 hành khách, hiện có 8 người thiệt mạng và tất cả thi thể đã được tìm thấy. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, ông Suryodong Sundara cho biết, trong số 8 người thiệt mạng có phu nhân nguyên Tổng Bí thư Season, bà Keo Se Chay Season và con trai ông Season, ông Vidong Season cùng một số người thân trong gia đình. Liên quan đến vụ tai nạn trên, thông tấn nhà nước Lào đã dẫn lời tỉnh trưởng Vientiane Khamphan Sithidampha cho biết, tai nạn xảy ra do gió mạnh làm lật tàu. Sau khi tai nạn xảy ra, các giới chức đã phản ứng nhanh chóng và cứu được 31 trong tổng số 39 hành khách có mặt trên tàu.